Kính chào quý bà con nhà nông, nay em xin giới thiệu đến quý bà con dòng sản phẩm phân bón hữu cơ cao cấp hiệu GABA Canxi. So với đặc tính của GABA dạng bột hoặc dạng viên nén sủi trên thị trường là không tan được trong nước, hoặc có tan nhưng với tỷ lệ rất nhỏ, gây lãng phí và thất thoát phần lớn lượng GABA. Còn đối với dòng sản phẩm GABA Canxi hữu cơ này có dạng lỏng cực mạnh, tan nhanh trong nước, cây hấp thụ 100%. GABA Canxi là công thức vàng kết hợp tăng trưởng nhanh và cứng chắc cho sự phát triển thần tốc nhưng vẫn đảm bảo được tính bền vững và năng suất trên mỗi loại cây trồng. Giúp đánh vỡ miên trạng, kích tăng trưởng nhanh, ra hoa, đậu trái, ngừa rụng trái non, vọt bông, đâm tược, nảy chồi, lớn củ quả, xanh tai, bóng da, sáng mã, tăng chiều cao, tăng sinh khối, cứng cây, chắc hạt. GABA Canxi không kén chọn cây trồng mà dùng được cho tất cả các loại cây trồng khác nhau như là cây công nghiệp, cây ăn trái, cây lương thực, cây hoa kiển hay là cây hoa màu. Một chai 180ml, bà con pha được cho 2 phi 200 lít nước, phun định kỳ 7 đến 10 ngày một lần. Trên đây là những thông tin hữu ích về sản phẩm GABA Canxi mà em muốn gửi đến quý bà con. Nếu bà con còn bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ về số hotline hoặc truy cập website của công ty để được đội ngũ kỹ sư Dr. Len hỗ trợ tư vấn chi tiết cho mình nhé.